cặp đôi cha và chọc nói gì về tin đồn mâu thuẫn với Thủng Long Family. Mới đây, cư dân mạng dành nhiều chú ý cho sự việc liên quan đến cha và chọc tức Trâm Anh, 21 tuổi và Huy Trung, 24 tuổi, chủ kênh video chuyên làm nội dung về chuyện tình yêu, cuộc sống hài hước với gần 1 triệu người theo dõi. Nguyên nhân được cho đến từ việc cha và chọc chấm dứt làm việc với công ty G, phụ trách quản lý truyền thông cho cặp đôi này. Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, cha và chọc đã từng hợp tác với DC, một công ty làm hình ảnh và quản lý cho các kênh video nhưng chấm dứt chỉ sau 2 tháng làm việc. Sau đó, cặp đôi chuyển sang công ty G do Thủng Long Family, vợ chồng Trần Tụ Long và Phan Tuyết Nga sáng lập. Vì vậy, hai cặp đôi thường xuyên kết hợp lên sóng cùng nhau trong các video, phong cách làm nội dung cũng có những nét tương đồng. Cho đến 25 tháng 5 vừa qua, fanpage chính thức của công ty G thông báo cha và chọc dừng hoạt động dưới danh nghĩa thành viên của công ty, chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh và truyền thông bao gồm quản lý công việc, quản lý và xây dựng hình ảnh, truyền thông cho cha và chọc. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện nhiều thông tin không tích cực về cha và chọc. Phần lớn những ý kiến này cho rằng cha và chọc lợi dụng sự nổi tiếng của Thủng Long Family, sự hỗ trợ của công ty G và trước đó là công ty DC, đến khi được nhiều người theo dõi thì dứt áo ra đi. Liên hệ với cặp đôi khẳng định thông tin được chia sẻ là không đúng sự thật. Cha và chọc với công ty đang trong giai đoạn thỏa thuận ký kết hợp đồng nhưng đã ngừng hợp tác do hai bên không thống nhất được một số điều khoản. Những vấn đề giữa bọn mình và công ty liên quan đến giấy tờ, cụ thể có một số điều khoản trong hợp đồng bọn mình không đồng ý. Dù đã cố gắng trao đổi trong gần một tháng trời nên hiện tại, những điều mà mọi người đang nói với bọn mình là không đúng sự thật. Bọn mình luôn muốn mọi chuyện được giải quyết êm đẹp nhưng cái mà bọn mình nhận lại là những lời đe dọa, nói bọn mình lừa đảo, lợi dụng, vô ơn. Bây giờ bọn mình đang khá buồn nên cần thời gian để bình tĩnh hơn trước khi chia sẻ kỹ hơn về chuyện này.